Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu với một series hoàn toàn mới mang tên là Naruto Cửu Vĩ, một tựa game liên quan tới thế giới ninja nhẫn giả và cực kỳ hay nhá. Link tải thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả và phần comment để anh em có thể vào chơi cũng như là tải. Cái game này hay một chỗ là anh em có thể chơi được ở trên web, có thể tải được client và cũng có thể là chơi được ở trên điện thoại, rất là dễ dàng nha anh em. Rồi thì đây là link tải của tựa game này. Ở đây anh em có thể chơi ngay hoặc có thể tải client hoặc là tùy, có rất là nhiều cách để anh em có thể chơi game này. Và mình đã tải cái client để cho cái đồ họa gọi là đẹp nhất và tốt nhất rồi anh em nhá. Rồi thì chúng ta dạo ở đây sẽ có thêm nhiều cái sự kiện mới cực kỳ hay, cũng như là có thêm cả code các thứ anh em ạ. Đầu tiên thì mình vừa mới tạo một cái nhân vật mới thôi, mang tên là Thành EZ. Thì mình đang chơi ở server Pain, server mới nhất anh em. Và anh em nào thích thì có thể vào cái server đấy và chơi cùng mình nhá. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái cổng làng anh em ạ. Rồi thì nói qua về cái tựa game này thì đây là một cái tựa game web game chiến thuật với cái lối chơi đánh theo lượt anh em ạ, và dựa theo cái bộ truyện tranh cực kỳ nổi tiếng, đó chính là bộ truyện tranh Naruto. Ngày xưa thì mình có làm cái Naruto đại chiến ấy, Naruto song đấu ấy đúng hơn, và rất nhiều anh em thích. Rồi game này thì nó sẽ theo lượt giống như kiểu hải tặc đại chiến anh em ạ, có vẻ như khá là hay ho đấy. Và mình sẽ đánh nhau với tên trộm. Uầy, đi đấm phát chém cái chết luôn anh em ạ. Cho nhận thêm bạc và kinh nghiệm này. Rồi chúng ta sẽ nhận một cái thẻ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm sách để hoàn thành thôi anh em. Đây là cái thằng Konohamaru, là cháu của ông Sarutobi nha anh em. Rồi, nhận thêm được một thứ. Đây là ông Sarutobi này, khá là kinh ta nhờ. Và tựa game này ấy, thì lại là do người Việt gọi là phát triển cũng như là gọi là phụ trách nha anh em, tự người Việt tạo ra và lấy nguyên bản theo Naruto, thế mới hay. Và chúng ta được Việt hóa kiểu như là hoàn toàn. Hoshikame Kisume và Uchiha Itachi, đây là hai thằng của tổ chức Itachi, Akatsuki. Itachi là anh của Sasuke này, và có cái đôi mắt Maekyu Sharingan. Đấm nhau rồi anh em, tới trước luôn. Ui rồi ôi, mẹ thiên hạ Kaguya này, vãi. Đánh nhau với Naruto lục đạo và Sasuke gì anh em. Rồi thì tựa game này đang có một cái bản cập nhật tính năng độc quyền khá là mới. Rồi thì sẽ sắp tới sẽ có nhiều tính năng hay hơn nữa do cái đội ngũ của Naruto này sáng tạo ra. Và vừa ngày qua ấy, ngày 22 tháng 12, cái đây mấy hôm ấy, thì khai mở cái sự kiện tranh bá nhẫn giả tranh bá. Thì tiễn mình sẽ giới thiệu cho anh em cái đấy, nhẫn giả tranh bá liên server, có nghĩa là anh em có thể chiến đấu từ server này qua server khác, khá là hay. Rồi chúng ta sẽ làm một vài nhiệm vụ ấy đã, và hình như là có nạp lần đầu để nhận thêm một số nhân vật mới hay sao anh em ạ. Rồi ok, chúng ta sẽ hoàn thành rồi đó, mình mới chơi. Chúng ta sẽ đi tìm nhiệm vụ, đi tìm Iruka anh em nhá. Iruka là ông thầy hồi bé của Naruto luôn. Đây, chúng ta đi tìm Iruka nào. Đây, Iruka đây anh em, hoàn thành luôn nhá. Thì để mà tham dự cái sự kiện liên server nhẫn giả tranh bá ấy, thì anh em sẽ cần phải đạt một cái mốc, đó chính là cấp 10 cấp. Và mỗi ngày sẽ có 10 lần khiêu chiến miễn phí. Và thời gian khiêu chiến là kéo dài từ thứ 3 đến thứ 7. Ôi hôm nay thứ 2 à? Hơi đen nhở. Thế thì ngày mai thì mình sẽ làm cái liên quan đến sự kiện nhẫn giả tranh bá để cho anh em. Và nhìn nó khá là hay. Thì khi mà chiến thắng cái nhẫn giả tranh bá, anh em sẽ được thêm một vài thứ. Chúng ta đánh nhau với thằng vũ nữ và thể nhẫn địch à? Đánh nhau solo luôn. Mình có Iruka đi cùng anh em ạ. Khi mà chiến thắng ấy, thì chúng ta sẽ nhận được cái điểm nhẫn giả dùng để đổi các vật phẩm VIP trong shop và có quà nha anh em. Nói chung có nhiều, rất nhiều quà hay ho. Rồi mình sẽ về làm mấy cái nhiệm vụ đã. Đường tối lên phía trước. Thì ngoài ra sẽ cập nhật thêm cho chúng ta một số cái tính năng nữa, ví dụ như là tính năng thần thụ, thần mộc anh em ạ. Thì nếu anh em muốn thì cho mình, cho anh em xem luôn cái tính năng đấy. Đây, đây chính là cái tính năng thần thụ, thần mộc. Thần mộc, thần thụ này, tính năng thuộc tính PvE này, mở rộng tính năng liên kết linh thú và trợ thủ này, thêm 3 cái cánh, chúng ta sẽ có 3 cánh ninja mới, cánh của Susanoo, Kakashi
cánh của Susanoo Sasuke và cánh của Cửu Vĩ. Để tiện cho anh mình cho anh em xem cái hình ảnh của ba cái cánh ấy nhá. Mà trước tiên tôi sẽ đi làm một cái nhiệm vụ đã. Rồi. Và ra mắt thêm hai cái loại ngọc mới nữa. Ok, tí mình có thời gian thì mình sẽ review về mấy cái thứ đấy cho anh em xem luôn nha. Ok thì sẽ lên level nhanh hơn. Ngày đầu tiên lên level 90 luôn á. Vãi cả đạn. Cái tính năng mới. Ngày đầu tiên sẽ được tặng hai tướng đôi là Zabuza và Haku. Ngon. Con đường Kage. Chúng ta sẽ đây cho anh em xem luôn chúng ta sẽ tặng theo kiểu gì. Nó sẽ vào web nhá. Đây, đây là fanpage của cái trang Naruto Cửu Vĩ. Cái này nạp lần đầu sẽ nhận ngay được cái tướng SS Tử Môn Gai. Wow, lễ bao ngày đầu nhận cái tướng Haku và Zabuza này. Wow, ngon vãi. Mình thích cái này anh em ạ. Đây đây, cho sẽ được. Cái này là nạp nhá. Gai sẽ là nạp. Tử Môn. Sổ, Tử Môn bán đá bay thằng Madara anh em ạ. Đùa đâu. Nhưng mà khi mở xong thì ông này cũng gần chết. Xong đó Naruto cứu. Chúng ta sẽ có nhận Haku và Zabuza. Chúng ta sẽ nhận ở trong cái phần lễ bao. Ok, nó sẽ nhận cái lễ bao. Đâu nhở? Mỗi ngày cần làm này. Ký tên này. Ok, ký tên vào ngày 28 đấy anh em ạ. Tích lũy ký tên. Cái hình đồ họa này khá đẹp anh em nhở. Mình đang xem cái lễ bao. Đây rồi, lễ bao đây anh em ơi. Lễ bao ngày đầu này. Lễ bao nhận ngay Zabuza anh em ơi. Wow. Tôi nhận được hết được không? Lễ bao vàng. Lễ bao vàng phải nạp thẻ nhá. Đại lễ lưu trữ. Lễ bao online. Nhận rồi anh em ơi, nhận được Zabuza rồi. Lưu game, nhận lễ bao, ok. Lễ bao 7 ngày. Hôm nay đã nhận được Pet Itachi anh em ạ. Ok. Ngày 2 thì chúng ta sẽ được tặng cánh của Susanoo Madara. Ngày mai mình chơi sẽ nhận thêm một con cánh nữa. Ngày 6 được tặng Kakashi và Obito. Ngày 7 được cái gì Thánh Kính nhá. Khá là ngon anh em ạ. Rồi, ngoài ra trên fanpage ấy, cái fanpage mình sẽ để link fanpage để anh em tham dự những cái sự kiện trên fanpage này để nhận những tướng mới và vật phẩm các kiểu là điều hay lắm. Đây, đây, vẫn là thế. Nhận ngay quà máy chủ mới, thích và chia sẻ bài đăng trên 02 tag ngay ba người bạn. Sẽ nhận được quà, tí mình sẽ nhận cái đấy nha anh em. Hoặc là mình sẽ chia sẻ, tí mình sẽ chia sẻ sau vậy. Mình như bây giờ mình có tướng ấy rồi. Trợ thủ này. Cái này là trả lời câu hỏi. Con đường của Hokage. Nhận cái này trước đã. Rồi xong rồi nó đỡ lên đã. Đây là nhẫn đội anh em ơi. Nhưng hiện tại thì đây là đồ anh em ơi. Nó có đồ này. Đâu nhở? Đâu là đội chúng ta nhở? Chúng ta cứ đi làm này đã. Xong rồi tí em sẽ có đội sau. Iruka, đây ông thầy Iruka của chúng ta. Chúng ta đi tìm đường phát. Trận hình đấy rồi. Nice. Hiện tại thì mình vẫn chưa cho mấy thằng kia vào được anh em ạ. Từ từ chúng ta sẽ. Hình như là nó ở trong cái phần gọi là túi đồ phải đúng không? Đây 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 này. Dùng dùng thành công này. Đấy. Cái pet Itachi này làm nào. Cấp sử dụng là 32 anh em ạ. Hô biến thành giờ xem nào. Sách chiêu hô Pet Itachi sẽ đi theo à? Kiểu dạng đấy đúng không anh em? Nhìn trông khá là hay ho đấy. Trận hình mình có thêm đấy. Ui, lực chiến tăng. Ôi, đây là đi cùng một đôi luôn anh em ạ. Đi cùng một đôi luôn này. Rồi, ngon. Cực kỳ là bá đạo luôn. Bá đạo hạt gạo luôn đấy. Let's go, lên nào. Nhiệm vụ thăng cấp kinh nghiệm này. Đây là cầu Naruto. Bây giờ cái lực chiến của mình nó khỏe vãi các bạn luôn anh em ạ. Mấy cái bọn này vừa va vẩn nào, đánh nhau không cưng. Xôi ôi, Zabuza và Haku thì ui ôi, nó chém cho cái chết vãi. Nhìn có vẻ hay phết ta nhờ. Anh em hãy vào ngay game để nhận được Zabuza và con này nhá. Ngày thứ 6 anh em nhận được thêm cả Sasuke cơ. Để tôi xem lại xem nào. Chắc chắn là như ngày thứ 6 là anh em sẽ nhận được Sasuke hay cái gì đấy. Mình quên béo rồi. Chúng ta ngày thứ 6 nhận được Kakashi. Ôi và Obito. Bộ đôi hai đứa hai người bạn thân này đánh nhau. Các kiểu là điều. Obito là người trao cho Kakashi đôi mắt Sharingan nha anh em. Đây. Cái mắt đang bị giấu này.
của ông thầy này. Chúng ta phải chơi ngày thứ 6 cơ nhá. Ok, đánh tiếp anh em ơi. Sorry anh em là hơi ồn nhá. Tại vì đang bên nhà mình đang có đám cưới anh em ạ. Đánh luôn ạ, thắng luôn ạ. Quá khỏe cho đội này luôn. Bờ hồ sóng à. À, cho anh em có nên cho anh em xem mấy cái cánh nữa không? Có cánh với có một vài cái thứ mới hay ho anh em ạ. Cập nhật thêm thần thụ này. Mở rộng cái cánh mới của Susanoo Kakashi. Susanoo Sasuke và cánh của Cửu Vĩ này. Rồi tôi cho anh em xem mấy cái cánh đấy nhá. Rồi mình đi làm nhiệm vụ đã. À, trang bị tùy ý chúng ta sẽ nhận thôi. Mấy cái này mình xong chưa nhỉ? Mấy cái này mình cũng xong rồi đấy. Nhẫn đội này. Ui, lắm thế. Đeo vào cho mạnh đúng không? Tội gì. À, cái này như nhau mà. À, đây. Hai set luôn nha anh em. Đạo cụ này. Ui, cái này làm gì? Tăng kinh nghiệm nhân vật chính à anh em? Ồ, thẻ này không sử dụng được ạ. Đẳng cấp không đủ này. Trang sức cũng không có. Rồi, mới chơi mà. Mới chơi nên ta sẽ lấy cái này để đi đã. Chúng ta đang ở cấp 7 rồi anh em ơi. Chúng ta cấp 10 đi. Và cấp 10 xong rồi ngày mai mình sẽ có thể tham dự được cái nhẫn giả tranh bá anh em ạ. Thì mình có thể cho anh em xem luôn cái hình của nhẫn giả tranh bá liên server để anh em có thể hình dung ra một tí nhá. Thì đây là cái hình của nhẫn giả tranh bá liên server đây. Hôm nay là ngày thứ 3 nên chúng ta không xem được, không chơi được. Đây này. Mình phải đấu được với những người chơi khác để nhận quà. Dạng như vậy, đấu liên server. Có nghĩa là server 1 phải đấu được server 2. Trước thì chưa có nhưng mà bây giờ thì đã có rồi. Hay ghê. Đánh nhau không? Iruka, ủa team mình khá là bá đạo anh em ạ. Với cái team này thì chúng ta nó bá quá. Thắng luôn anh em ạ. Cái này có thể bỏ qua nhanh được. Lên phía trước đã. Zabuza và Haku ngày xưa mình chơi ấy. Mình cũng từng chơi cái game này rồi. Ôi, Zabuza này. Ơ, tại cũng Zabuza. Vãi đạn Zabuza đánh nhau với Zabuza. Ôi, mình có cả Kakashi cùng kìa. Haku. Haku này không biết là con trai con gái. Con này là băng độn anh em ạ. Huyết kế giới hạn băng độn. Là một huyết kế giới hạn nó khá là bá đạo. Mà mình chưa thấy trong này có cái huyết kế đấy bao giờ cả. Đây mình có thể nhận thêm lễ bao này. Rồi thăng cấp chúng ta lên được cấp 9 rồi anh em ạ. Áo nghĩa thăng cấp. Áo nghĩa này là cái gì nhỉ? À, như kiểu là nâng cấp kỹ năng anh em ạ. Cho có thêm một skill mới. Hay. Chúng ta sẽ nhận được bạc này. Lịch chiến hiện tại của mình đang là 210.000. Và có thằng Iruka cũng như là Haku và Zabuza. Nó quá mạnh. Đặc sắc. Hạng cấp này, hạng chiến lực này. Nhận luôn. Trời ơi, nhận thêm được một đống thứ này. Giấy thông minh, triệu hồi vĩ thú bằng vàng. Ui, nó có nhiều thứ vãi. Tôi sẽ mở ra nó. Triệu hồi vĩ thú. Ô, 21 cấp mới dùng được anh em ạ. Ok. Mấy cái này mình không dùng được. Tăng kinh nghiệm này. Không đủ đẳng cấp anh em ơi, thẻ ngân lượng. Đây mấy cái vàng vàng này chắc chắn là mình sẽ dùng được này. Đấy. Thẻ ngân lượng tiếp này. Lực hoạt động thôi. Mấy cái đấy thì đang không biết là làm nào. Có sự kiện lễ Noel nha anh em. Cứ online tầm khoảng bao nhiêu phút sẽ nhận được đồ này. Phù thủy là cái gì đây? Woo, rút thưởng. Uai, Susanoo Shisui anh em ạ. Cái này phải nạp thẻ vào nhá. Cái này phải nạp thẻ con đường của Hokage. Nhận thôi. Có gì nhận cái đấy anh em nhỉ? Thôi. À, mình cố gắng lên level 10 đây anh em ơi. Ác mộng của Sasuke. Mình sẽ qua cái này cho nhanh nha anh em. Sau mình sẽ đi áo nghĩa mình có thể tăng thêm cái. Ôi. Đánh nhau Itachi rồi. Đây là trận chiến giữa Sasuke và Itachi rồi. Ác mộng của đánh nhau đó. Ok, có Sasuke đi cùng không? Đấy. Uchiha Sasuke hai anh em đấm nhau. Nhưng mà có trợ giúp của mình thì mình vả cho mày không trượt phát nào luôn ạ. Áo nghĩa mình có thể tăng cường thêm cái sức mạnh bên này lên đúng không? Rồi. Ác mộng của Sasuke. Lên nào bạn ơi.
Let's go, let's go, let's go. Level 10 chưa nhỉ? Chưa anh em ạ. Chúng ta sẽ nhận thêm được ôi một đống đồ kìa. Có đồ ngon lắm ấy. Ở trong phần nhẫn đội anh em ạ. Nhẫn đội chắc chắn rồi. Cái đấy là phần ồ tăng lên cấp 10 này. Vẫn là cấp 9 ạ, tôi vẫn ạ. Cầu Naruto Haku. Chúng ta chưa xong hết chương 1 đây à. Con Haku là có huyết kế giới hạn băng độ nha anh em. Và con Haku đi cùng mình luôn kìa. Cả Naruto, cả Sasuke luôn ạ. À cái lúc nãy là cái ác mộng chứ không phải là trận chiến. Đúng rồi. Nó ghi là ác mộng của Sasuke mà. Ôi level 10 rồi. Hợp lý nhờ. Yeah. Yeah, ok. Không được có trang bị nhỉ. Mà thôi không sao anh em ơi. Lớp nhận giả, cái này để ấy thôi. Nguồn gốc ký tên liên tục. Đấy. Event nào chúng ta nạp lần đầu sẽ được Sasuke nhá anh em ơi. Chứ cho game này cũng khá là hay chứ. Mình thấy nếu mà liệt kéo dài một vài ngày cũng được ấy, hợp lý ấy nhỉ. Chúng ta có nhiệm vụ đã hoàn thành. Mình đi nhận mình trả nhiệm vụ đã nhá. Level 10 này. Ấy, chưa được đồ mà, bây giờ được đồ nè. Ui. Ồ, tiếp tục là ta sẽ có Kiba anh em ạ. Có thêm một cái nữa, đó chính là tăng tỷ lệ sát thương hàng giữa đội trưởng tăng lực tay và đội trưởng tăng tinh thần. À, hay. Thấy chưa, chúng ta có nhẫn đội này. Cho Iruka cầm cái nồi này nha. Thằng này khỏe quá, huyễn công 31.419. Ui mình yếu vãi đạn á. Xong hai ngày có chữ đỏ chứ anh em. Bá tê nhỉ. Đến cầu Naruto nào. Let's go boy. Lên. Đây là đây. Cầu Naruto đây rồi. Đây anh mẹ. Ui kiểu vĩ à. Vãi lều. Kiểu vĩ thầy hóa kiểu vĩ thôi. Naruto hóa kiểu vĩ kìa. Bá chưa. Quá bá luôn, lại thắng rồi. Nhăng tinh thế. Vô xong vượt ải. Chúng ta đã xong được cái ải đầu tiên rồi anh em ơi. Chính đây nhiệm vụ chính anh em ạ. Có thể nhiệm vụ phụ. Uê. Chúng ta đánh bại được Zabuza rồi. Giết được Zabuza rồi. Thằng này thằng quái vật làng sương mù đúng không anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ có trận hình. Ra trận. Đây rồi. Ôi số người đầy quá. Số người đầy quá. Phải lều mình tặng một thằng khỏe quá thôi rồi. Cho Kiba lên. Rồi lực chiến cộng thêm 225. Kiba khỏe hơn tí anh em ạ. Bá đạo hơn khá nhiều đấy chứ. Mình có thể cho anh em xem một số cái kỹ năng skill của Naruto các kiểu gì đó. Ôi trời. Từ. Thằng em đang gọi. Sorry anh em. Ok. Đây cho anh em xem một số kỹ năng đây. Cánh của Susanoo này. Đây là những cái đồ mới mà mình chưa được sở hữu anh em ạ. Nên mình sẽ cho anh em xem luôn. Cánh của Naruto. Uầy đẹp thế nhỉ. À cánh của kiểu vĩ anh em ơi. Uầy. Đây là thập vĩ à. Vãi nhờ. Bây giờ mình có cánh này đây. Ui đẹp vãi lều à. Đây là tất cả các ninja này. Đây là cánh của Susanoo Kakashi. Cho anh em xem luôn. Đấy, cánh của Susanoo Kakashi. Cái này thời trang à. Khỏe vãi. À không, nó vẫn tăng của tốc độ này, lực công này, huyễn công này. Nói chung là đều tăng sức mạnh hết nha anh em. Uầy, bá đạo thế nhờ. Naruto vĩ thú gì đấy. Xịn xò vãi. Đây là đây thần mộc đấy anh em. Đây thần mộc là cái mới này. Chúng ta vẫn chưa được chiêm ngưỡng thần mộc. Thần mộc là trong truyện có đấy, phim có đấy. Thần mộc đây anh em ơi. Cấp Troika. Tăng cấp cho thần mộc à. Nhưng mà sẽ, à cái này sẽ tăng thêm lực tay này, tinh thần này, nhạy bén này, thể lực này. Mờ thương với thương gì ấy. Khá là bá đạo. Ồ, mình thấy nó hay vãi nhờ. Ui, thập vĩ thức tỉnh này.
Là cái con gọi đi theo anh em. Tử môn gai có nhiều thế. Đang qua nào lần đầu rồi. Cánh của Susanoo Sasuke. Giới thiệu luôn cho anh em xem hết luôn. Wow. Nhưng mà cánh này không đẹp bằng cánh kiểu vĩ anh em ạ. Mình thấy cánh kiểu vĩ đẹp nhất rồi. Đây này, con thập vĩ đi theo này. Bá phết nhờ. Ok. Rồi đấy, chúng ta sẽ quay trở lại với game nha anh em. Ok. Và mình đang tới chỗ tân thủ của Kakashi bên này. Chúng ta sẽ hoàn thành cái đống này nha anh em. Naruto thôn tân thủ. Mình sẽ nhận hết mấy nhiệm vụ đi ạ. Nhiệm vụ tăng thực lực các kiểu là điều gì đấy. Lấy hết. Chúng ta... quay lại à? Nhầm à? Nhầm anh em ơi. Nhầm rồi. Sao phải đánh cái này? Làm nào tôi quay lại được nhở? Vãi lều ạ. Phải đấm nó ngay trước à? Có được về không ta? Vô song vượt ải, cái này là cửa ấy mà. Mình nhầm ải à? Mình nhầm cái ải Naruto anh em ạ. Sorry người anh em. Tôi sẽ đến đây đã. Đây này, cầu Naruto này đấy. Phải đến được cái chỗ này cơ. Ui, đây là ông thầy mà. Asuma mà. Phải không nhỉ? Không phải. Chắc là giống thôi anh em. Ui, chém vắt cái thằng chết luôn. Bá đạo thế. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp. Mình sẽ để link chơi và tải game này nhá. Bye bye.